Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu. Thì căn nhà này đang tọa lạc ở khu vực khu dân cư 713 đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thì nhà một trệt một lầu, diện tích bề ngang 4m5, chiều dài là 9m, thì sử dụng trên giấy là 40m2, sử dụng một trệt một lầu là 80m2, hợp lý là sổ hồng thổ cư. Nhà thiết kế một phòng khách và một gian bếp và hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Đây là phía trên trần, nhà còn mới khoảng 90%, cửa bốn cánh gắn kính phía trước và có hàng rào phía trước. Thì hướng này thì sẽ vô một đoạn nữa hết đường, còn hướng ngược lại là sẽ đi ra đường Nguyễn Văn Linh. Thì một chút sẽ chạy cái đường ra cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn ha. Đó, hướng đi ra. Còn đây là phía trước của căn nhà, có hàng rào phía trước. Nhà kiểu cũng mới đẹp, kiểu mái thái biệt thự ha. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì mình đến coi thực tế, khi gửi gặp chủ mình thương lượng mua bán. Nhà lộ giới thì 5m, quay về hướng đông nam. Hành lang phía trước và phòng khách thì rất là rộng rãi, tầng trệt, phòng khách gian bếp ha. Dán gạch lên 1m2 toàn căn nhà. Không gian bếp thì ở đây, nhà vệ sinh thì góc cuối cùng. Kệ bếp thì âm tường 2 tầng luôn. Giá sở hữu căn nhà này khoảng 1.750.000 sở hữu nha, giá còn thương lượng ha. Thì nhà này chưa có gắn liền tài sản trên đất, chưa có hoàn công. Giá chỉ có 1.700.000 sở hữu một căn nhà gần trung tâm thành phố Cần Thơ. Cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 4 km, cách Đại học Y Dược khoảng 2.5 km là tới Đại học Y Dược. Đây là phòng ngủ ở phía trên lầu. Nhà còn mới khoảng 90%, nhà sơn màu hồng. Đó, đây là nhà vệ sinh ở trên lầu ha. Có tặng hai cái máy nước nóng. Thì nhà này đã qua sử dụng một thời gian, đã sơn sửa lại còn mới nha. Hiểu quý của chúng chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế, khi gửi gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Giá chỉ 1.750.000 mà sở hữu một căn nhà một trệt một lầu hai phòng ngủ, cách Đại học Y Dược khoảng 2.5 km. Nhà cửa khu vực này rất là đông đúc, khích dịch hết trơn ha. Quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0396 400040, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi, khi gửi gặp chủ mình thương lượng mua bán. Ở trên đây thì cũng có hành lang ban công rồi ha. Cửa phòng thì cửa gỗ. Thì tới chợ Bà Bộ thì khoảng 2 km là tới chợ Bà Bộ. Cầu thang đi lên cũng rất là rộng rãi, không đứng lắm ha, cũng vừa. Nhà rất là cao ráo luôn. Đây thì phía trong sẽ quay cho quý cô chú anh chị em xem lại ha. Rồi sẽ qua đóng cửa lại, qua cái đường đi ra. Diện tích bề ngang 4 x 2 4m5, nhân 9 thì 80m2, pháp lý là sổ hồng thổ cư. Nhà một trệt một lầu, một phòng khách gian bếp, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Lộ giới 5m, xe tải về tới vị trí nhà được luôn, xe du lịch 7 chỗ vô về cái nhà được luôn. Đó, thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì mình đến coi thực tế, khi gửi gặp chủ mình thương lượng mua bán, giá chỉ 1.750.000 sở hữu ngay căn nhà này. Thì cách Đại học Y Dược thì tầm khoảng 2.5 km. Đại học Cần Thơ thì
Rồi từ vị trí nhà sẽ chạy ra đường Nguyễn Linh cho quý cô chú anh chị mình xem tham khảo luôn. Đây là phía trước của căn nhà nè, nhà kiểu máy Thái đồ luôn. Số điện thoại 0396 40 00 40, với chú anh chị em nào quan tâm thì mình đi coi thực tế cái nhà. Thì rất mong quý cô chú anh chị em mình xem video, đăng ký và nhấn chuông thông báo sẽ có những vị trí nền, những vị trí nhà gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo. Và mong được xin một like và chia sẻ những người thân quen nào có nhu cầu mua nhà đất gần trung tâm thành phố Cần Thơ ha. Trung tâm gì cũng có ha, giá cả khu vực đầy đủ luôn. Đây là con đường đi ra đường Nguyễn Văn Linh. Bán kính trong vòng 2 km là đầy đủ tiện ích hết, cũng thuộc sát trung tâm thành phố Cần Thơ. Xe này 5 tấn luôn, vô đường này luôn. Tới đây là tới đường Nguyễn Văn Linh, vẹo trái là hướng về Ôn Môn, An Giang rồi ha, vẹo phải là về trung tâm thành phố Cần Thơ. Đây là về vẹo phải về trung tâm thành phố Cần Thơ. Nhà cách đường này khoảng chừng 200m là tới đường này à. Xin chào, hẹn gặp lại những video sau. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem rất nhiều.